Chào mừng các bạn đã đến với Tú Nga Story. Chúng mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về một chủ đề mà đang gây tranh cãi rất là nhiều trong xã hội hiện nay. Đó là chủ đề sống nhanh hay sống chậm. Đầu tiên, chúng ta nói về định nghĩa của hai khái niệm này. Sống chậm không phải là sống lãng phí thời gian, nhưng là sống một cách kỹ lưỡng hơn để cảm nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống sâu hơn giữa guồng quay vô tận của thời gian và áp lực của cuộc sống, của công việc. Người ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ngột ngạt thì khái niệm sống chậm không còn là một điều gì đó quá mới mẻ. Một đời người dài là thế, có khi chưa bằng một cái chớp mắt của vũ trụ. Nhanh tức là sống gấp cho theo kịp thời đại, đơn thuần chỉ là để làm việc hay để được hưởng thụ, ăn nhanh, ngủ nhanh, yêu nhanh. Trong xã hội hiện đại ngày nay, mọi thứ đang phát triển đến chóng ngợp, con người không dễ để xác định được một lối sống, một hướng đi cho riêng mình. Nên sống nhanh hay cần phải sống chậm lại cũng là một trong những nỗi băn khoăn của rất nhiều người trẻ tuổi. Một trong những đất nước chủ trương sống nhanh đó là Nhật Bản. Người Nhật thường có thói quen làm nhiều giờ liên tục, trên 100 giờ mỗi tháng. Cách sống này có thể giúp họ thành công ở một vài lĩnh vực nào đó. Hệ quả là một số người trẻ tuổi ở Nhật đã tử vong vì đau tim, đột quỵ hay là stress. Người trẻ Nhật Bản họ sống độc thân nhiều, không có thời gian yêu, công việc dường như hút cạn sức lực của họ. Một cuộc sống như vậy theo bạn có thực sự ý nghĩa hay không? Còn nói về sống chậm thì chúng ta phải nói đến Ấn Độ. Cuộc sống bao đời nay ở đất nước này cũng chưa dễ thay đổi. Đàn ông đi bán hàng, đàn bà đi mua sắm. Đã hơn 2.000 năm trôi qua, nhưng đến nay, người dân thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh vẫn duy trì việc đốt xác trên sông Hằng, tắm trên sông Hằng, uống nước sông Hằng để cột rửa bụi trần. Họ dường như không mảy may quan tâm đến việc sông Hằng đang trở thành một trong năm con sông ô nhiễm nhất thế giới. Qua đó, chúng ta nhận ra một điều rằng, việc sống quá chậm, không cập nhật và không chịu thay đổi theo sự phát triển của thời đại cũng chưa hẳn là một điều hay. Mình cũng là một người vội vã, một người mẹ có hai con nhỏ, đi làm từ sáng sớm và chiều về chăm lo cho gia đình. Cuộc sống cứ diễn ra đều đặn như một guồng quay. Với mình, việc sống nhanh hay sống chậm đều mang tính thời điểm. Khi nào thì cần nhanh và khi nào thì cần chậm. Lẽ thường thì những người lớn tuổi có xu hướng sống chậm, còn những người trẻ tuổi thì lúc đó có niềm tin, có sự năng động tràn đầy. Sống chậm thì cũng hơi khó, trong khi cơ hội và thách thức luôn đặt ra cho họ. Mình đã nghe ở đâu đấy một câu chuyện như thế này. Có một người đàn ông muốn mua một mảnh đất. Anh ta tìm thấy một khu đất rộng lớn và đến gặp người chủ sở hữu khu đất đó. Người chủ nói, anh hãy đưa cho tôi 1.000 lạng vàng và anh hãy đi từ bây giờ cho đến lúc hoàng hôn. Anh đi được xa bao nhiêu thì đất đó là của anh. Nhưng mà anh nhớ đấy, anh phải quay lại đây trước khi mặt trời lặn. Người đàn ông mừng rỡ. Anh ta đi với một niềm phấn khích, một sức khỏe phi thường, vì anh ta nghĩ mình phải cố gắng thôi. Đất dưới chân đã là của mình rồi. Và cuối cùng, hoàng hôn đã buông xuống, anh ta phải trở về. Nhưng anh ta đã đi xa quá rồi, bây giờ phải làm sao? Anh ta phải nghĩ đến việc phải tìm một con đường tắt. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, anh ta đã không thể tìm thấy một con đường nào khác. Mặt trời thì sắp lặn đến nơi, và anh ta cố gắng chạy về thật nhanh, bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Nhưng thật đáng tiếc, vì khi chưa về tới nơi, thì anh ta đã kiệt sức rồi. Tại sao lại như vậy? Đó là vì khi đi, anh ta đã quá hăng hái, vội vã, phấn khích. Nhưng khi về, anh ta bị lòng tham, sự gấp gáp, bị áp lực, phải về kịp. Nếu không, sẽ mất tất cả, khiến cho anh ta lo lắng, sợ hãi. Tất cả là do anh ta đã mất đi sự cân bằng. Cho nên, con người ta sống trên đời, không có gì tuyệt vời hơn là biết tự cân bằng cuộc sống của chính mình. Lý thuyết là như vậy, nhưng làm thế nào để thực hiện được điều này? Sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một số cách mà chúng ta có thể thực hiện được để giảm căng thẳng và cân bằng cuộc sống của mình. Cách thứ nhất, thở sâu. Thở sâu là động tác cơ bản nhất giúp chúng ta đối diện với căng thẳng hay là mâu thuẫn trong cuộc sống. Thở sâu giúp chúng ta nén lại những cảm xúc mạnh, tránh xảy ra những bột phát bằng hành động hay là lời nói thiếu kiểm soát. Khi cảm xúc lắng xuống, chúng ta có thể bình tĩnh suy xét và quyết định hành xử một cách minh mẫn, tránh khỏi những ân hận hay nỗi tiếc sau này do hành động bột phát trong những phút giây thiếu kiểm chế. Cách thứ hai, ăn ít và ăn chậm.
Việc ăn quá nhiều đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn nhanh, khiến chúng ta bị mất cân bằng và dễ dẫn tới tình trạng thừa cân, béo phì. Từ đó, chúng ta cảm thấy căng thẳng, mất tự tin về cơ thể mình. Ngày nay, trên thế giới đang phổ biến xu thế ăn chay, ăn thức ăn lành mạnh, ăn theo chế độ và đặc biệt là ăn chậm. Việc ăn ít và ăn chậm sẽ giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và giảm được tình trạng thừa năng lượng. Cách thứ ba, uống trà. Trà xanh và trà đen đều có hàm lượng caffeine vừa đủ để làm ổn định các dây thần kinh, làm chậm lại các luồng suy nghĩ và xúc cảm dồn dập khiến chúng ta bớt lo lắng, u sầu. Cách thứ tư, xông hơi. Xông hơi có thể giúp chúng ta thư giãn, tận hưởng từng luồng khí ẩm trong lành, ấm áp ngấm vào cơ thể để lùi lại một ngày bận rộn. Cách thứ năm, nghe nhạc không lời. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều thứ và phải trải qua những cảm xúc lẫn lộn, hãy ngồi với một ly trà và nghe một bản nhạc không lời, giúp tăng chất lượng suy nghĩ và giúp cho bạn cân bằng khi các luồng suy nghĩ khác nhau cứ kéo đến. Cách thứ sáu, đi bộ. Đi dạo hay đi bộ là một cách tuyệt vời để kiềm chế xúc cảm. Hãy cảm nhận từng bước chân mình đi, từng cảnh vật hay hiện tượng thiên nhiên, thời tiết qua mỗi đoạn đường mình qua để những ưu phiền, lo lắng rời xa dần. Cách thứ bảy, đọc sách. Khi căng thẳng hay buồn phiền, hãy tìm đến những cuốn sách về tâm linh, tôn giáo hay văn học cổ điển. Những cuốn sách có tác dụng kỳ diệu giúp cho bạn sống chậm lại, tư duy sâu hơn và dịu dàng hơn với con người và cuộc sống. Cách thứ 8, thỉnh thoảng bạn nên tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng trong một khoảng thời gian mà đối với bạn được cho là hợp lý. Hãy để mọi giác quan của bạn được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, sự căng thẳng cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Cách thứ 9, liệt kê các việc gây căng thẳng để dừng lại. Nếu bạn thấy mình thường xuyên nóng nảy, buồn bực, lo lắng, rõ ràng bạn đang bị stress làm cho mất kiểm soát, hãy tạm dừng những hoạt động thường ngày hối hả và hãy kiểm tra xem việc gì làm bạn khó chịu nhất để thôi không làm nữa. Ai làm bạn thấy bất ổn nhất để tạm thời không gặp mặt hoặc va chạm. Hãy tạo ra một danh sách những người, những việc gây căng thẳng như thế để giải quyết dần dần, căng thẳng sẽ lùi xa bạn. Cách thứ 10, trò chuyện, tâm sự với người đáng tin cậy. Mỗi người trong chúng ta có lẽ ai cũng có ít nhất một hoặc hai người bạn thân. Khi có những điều lo lắng trong lòng, hãy tìm đến họ. Việc họ vì yêu quý bạn mà ngồi lắng nghe bạn tâm sự cũng làm bạn cảm thấy nhẹ lòng rồi. Cách thứ 11, xem một bộ phim hay hoặc xem chương trình mà bạn yêu thích. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy về nhà và bật TV lên, thưởng thức những chương trình mà bạn yêu thích. Hoặc bạn có thể ra ngoài đến rạp chiếu phim hay một tụ điểm ca nhạc để thưởng thức những màn trình diễn hay. Nỗi buồn của bạn sẽ tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những cảm xúc mới dành cho nghệ thuật và trải nghiệm. Cách thứ 12, nuôi thú cưng. Bạn hãy tưởng tượng xem, mỗi khi bạn về nhà, một chú cún xinh xinh đã nhanh chóng chạy ra vẫy đuôi đón mừng, hay một chú mèo luẩn quẩn quanh sân đòi vuốt ve nhìn thấy sự ngộ nghĩnh của chúng. Bạn có thể không cười hay không? Cách thứ 13, đi du lịch. Thỉnh thoảng chúng ta hãy thu xếp thời gian, công việc, xách ba lô và đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến, gặp những con người mà chúng ta chưa hề gặp. Tin tôi đi, đó là những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời bạn đấy. Cách thứ 14, làm tình nguyện hoặc từ thiện. Khi bạn tham gia tình nguyện ở những vùng lũ lụt, vùng sâu, vùng xa và san bớt những khó khăn vất vả của những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình đẹp hơn, giàu tính yêu thương hơn. Đó là 14 cách đơn giản để giúp bạn giảm căng thẳng và cân bằng cuộc sống. Các thiền sư trong đạo Phật thường khuyên chúng ta rằng hãy giảm căng thẳng, lo lắng bằng cách sống theo chánh niệm mindfulness, nghĩa là tập trung vào hiện tại. Khi chúng ta đi, hãy tập trung vào bước đi. Khi ăn, hãy thưởng thức những hương vị của món ăn. Khi đọc sách, hãy tập trung vào suy ngẫm. Chúng ta bị căng thẳng, lo lắng và hoang mang vì chúng ta sống vội vã, không sống trọn từng phút giây trong hiện tại. Điều cuối cùng chúng mình muốn nói với các bạn là việc các bạn chọn sống nhanh hay sống chậm không hẳn là quá quan trọng đâu. Điều quan trọng ở đây là các bạn tự điều chỉnh làm sao để cảm thấy vui vẻ, thấy hài lòng với cuộc sống của mình là một điều rất tuyệt vời rồi. Chúng mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn quan tâm đến chủ đề gì, hãy comment xuống dưới video này cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.